xin chào anh em, chúng ta đã gặp lại nhau trên Đức Phi Mobile Channel. Hôm nay thì với video này anh sẽ làm giới thiệu cho mọi người một sản phẩm mới vừa ra mắt của Nokia, đó là Nokia X7. Đây là phiên bản nâng cấp so với người đàn anh tiền nhiệm Nokia X6. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem rồi nó sẽ có nâng cấp những cái gì nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá sơ về cái hộp trước. Cái hộp này thì cơ bản nó sẽ nhìn tươi tắn hơn Nokia X6. X6 thì nó mang màu hồng tối quá, X7 thì nó tươi hơn, màu xanh nó tươi hơn nhiều. Ngoài ra thì cơ bản phía sau thì nó vẫn in một cái là hình của Nokia X7 ở đây và thông số bên hông đây, vẫn không có gì thay đổi hết. Con này thì chạy chip Qualcomm 710, đó là một sự tân tiến thứ nhất. Thứ hai thì con này có hỗ trợ camera của Sony ZX, đây có khả năng chống rung quang học, rồi đó là hai bản nâng cấp rồi đó. Đây còn gì nữa không ta? Màn hình 6.2 inch. Ngoài ra thì tỷ lệ màn hình là 18:7:9. Còn ở có một số sụt thì nó ghi là 19:9 thì anh cũng chưa biết như thế nào. Nhưng cơ bản mọi người cứ nghĩ là nó khoảng sắp xỉ 19:9 đi cho an tâm. Rồi. Con này thì đây là phiên bản như đang cầm trên tay, là phiên bản RAM 4 nguồn nhớ 64GB. Ngoài ra thì Nokia 7 nó còn có hai phiên bản nữa, đó là RAM 6 nguồn nhớ 64 và RAM 6 nguồn nhớ 128. Đó, tổng cộng 3 phiên bản nên cho đủ cho anh em lựa chọn luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp xem con này nó có cái gì. Vẫn y như nguyên cũ là đồ đựng phụ kiện bên đây, máy bên đây, và nằm ở phía sau dưới là một vài giấy tờ gì đó tùy thân. Đó. Rồi, chúng ta xem coi có cái gì đây. Chưa nha, từ từ đánh giá con này. Về cơ bản thì ở đây con này là camera kép, nên phần này camera mọi người thấy nó hơi bự đúng không? Trong đây thì chúng ta sẽ tặng một chiếc ốp lưng, anh nghĩ là một ốp lưng tâm trước, không có gì thay đổi cả. Đây là ốp lưng trong suốt. Ốp lưng này cho mọi người xài tạm thời trước khi những cái phiên bản mòn mè hoa lá hẹ nó ra mắt. Nói chung anh em xài khó còn hơn không đúng không? Rồi giờ một bên. Không biết năm nay thì có cho tặng tai nghe không ta? Chắc không rồi quá. Như thần luôn. Không cho tặng tai nghe, đúng là Nokia kiên quyết không tặng luôn. Không tặng là không tặng. Thì hiện tại thì đây là bộ sạc của Nokia X7 thì không khác gì so với bộ sạc của Nokia X6, vẫn là Type-C. Nhưng mà có một sự nâng cấp, đây là quyết chạc mọi người nha. Quyết chạc vì hiện tại con này là 18W, 9V, 2A, là Nokia X7 có hỗ trợ quyết chạc nên anh em yên tâm. Đương nhiên X6 vẫn có quyết chạc nhưng mà hình như cái củ sạc của nó như nó bằng của con này hay sao á. Chứ cảm giác là vậy, củ này nó nặng hơn nhiều nè. Đó, cơ bản là nặng hơn. Rồi chúng ta dẹp phụ kiện một bên đó, để xem coi nhân vật chính của chúng ta nè. Nokia X7 thì hình như danh nhớ không nhầm nó có 3 màu. Và danh đang cầm trên đây là màu bạc. Danh vẫn thích gọi này là màu Platinum nhiều hơn, tại vì nó vẫn mang phong cách màu Platinum là nhiều nhất. Viền thì nó là một vàng đồng. Chà, năm nay phối màu nhìn hấp dẫn nha. Cầm trong tay có vẻ chắc và nặng hơn. Viền kim loại thì cơ bản cầm là đã thấy nặng rồi. Chưa kể phía sau nó là kính. Kính này thì nó vẫn là cường lực mọi người nha, vẫn cường lực. Nhưng anh em nếu xài an tâm, anh em cứ dán cái một lớp chống trầy vào để bảo vệ máy. Chứ thôi cường lực chứ vẫn trầy là bình thường. Camera con này thì năm nay anh không thích một chỗ là nó làm lồi quá. Tại vì nói chung thực ra cũng phải thông cảm, là bởi vì con này đã hỗ trợ thêm khả năng chống rung quang học. Mà chống rung quang học nói chung thêm nhiều vào camera thì đương nhiên cái camera nó sẽ lồi lên. Đó là điều không thể tránh khỏi rồi. Nói chung cũng phải thông cảm phần nào. Rồi, đèn flash thì để bên hông đây. Nói chung có sự thay đổi khác biệt. Vân tay nằm ngay đây, làm những cái viền diamond cut nhìn cũng khá đẹp nha. Rồi. Năm nay thì thiết kế của Nokia X7 thì có vẻ là khá là ngon lành. Những cái cao này được vát rất là mềm mại, nói chung là nhìn khá là tinh xảo. Màn hình con này thì 6.2 inch nãy anh nói rồi, và trên tấm nền thì không có gì thay đổi nhiều hơn. Nói chung thì năm nay Nokia X7 sẽ có sự cải tiến về cấu hình, pin và ngoài ra về camera. Đó là ba cái đoạn biểu trội ở Nokia X7. Đó, mở máy lên xem có gì đâu. Rồi, Nokia X7 thì hiện tại đây là phiên bản sách tay. Ngoài ra anh em có thể đón chờ phiên bản Nokia 7.1 Plus cũng được, đó là phiên bản quốc tế. Thì phiên bản sách tay quốc tế khác nhau chỗ là quốc tay thì nó chưa có thiết biệt, còn quốc tế thì nó đã có thiết biệt rồi và nó như nó Android thuần. Rồi, về giao diện thì không có khác gì so với Nokia X6 đời tiền nhiệm. Vẫn là một cái màn hình trống trơn như vậy và không có màn hình bên cạnh gì hết. Đó. Về camera con này thì năm nay thì có rất là nhiều sự thay đổi rất nhiều. Nếu như mọi người đã xài Nokia 7 Plus thì khi nhìn trên Nokia X7 thì sẽ có một vài tính năng thêm. Còn nếu như anh em nào mà thấy xài trên X6 thì qua X7 nó sẽ thấy có một sự vượt trội, nói chung là thấy khác rất là nhiều. Rất là nhiều chiều tùy biến, ví dụ như khả năng chụp pro nè, live poker nè. Ngoài ra thì có hỗ trợ thêm những cái gì slow motion, video, time lapse, nói chung là rất là nhiều.
Năm nay thì anh em sẽ cực kỳ ấn tượng với camera của Noka X7. Camera trước lên tới 20MP XL và ngoài ra hai camera sau có khả năng chống rung quang học, chụp số phong, nói chung rất là tuyệt vời. Chính sẽ làm một cái video đánh giá chi tiết về sản phẩm này. Mong chờ là anh em sẽ đón chờ và hy vọng nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em những video lần sau. Đừng quên cho danh một like và subscribe kênh Đức Huy Mobile Channel. Xin chào và hẹn lại anh em. Xin chào.